Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022 chung kết tính giờ đồng đội nam nữ môn xe đạp đường trường. Ngày 17 tháng 12, trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc 2022, các vận động viên môn xe đạp đường trường tiếp tục bước vào chung kết nội dung tính giờ đồng đội nữ và nam. Ở nội dung đồng đội nam, 16 vận động viên của 4 đoàn Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đồng Tháp đã bước vào tranh tài sôi nổi đầy kịch tính ở cự ly 80 km. Các đội lần lượt xuất phát cách nhau 2 phút. Sau gần 2 giờ tranh tài quyết liệt bằng sự nỗ lực cố gắng của bản thân, sự phối hợp ăn ý của toàn đội cùng với chiến thuật hợp lý của những cú nước rút ấn tượng, đoàn thành phố Hồ Chí Minh với bốn tay đua Nguyễn Trường Tài, Trần Thanh Điền, Nguyễn Minh Việt và Nguyễn Tuấn Vũ đã xuất sắc về đích đầu tiên giành huy chương vàng. Về đích tiếp theo là đoàn Đồng Tháp giành huy chương bạc, huy chương đồng thuộc về đoàn Vĩnh Long. Ở nội dung xe đạp đường trường tính giờ đồng đội nữ, có 19 các vận động viên của năm đoàn tham gia tranh tài ở cự ly 50 km. Không có bất ngờ nào xảy ra khi các vận động viên nữ của Đất Sen Hồng, đoàn thể thao An Giang, tiếp tục khẳng định vị trí số 1 của mình ở cự ly này khi xuất sắc giành huy chương vàng. Huy chương bạc thuộc về đoàn Đồng Tháp và đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, giành huy chương đồng. Ngày 18 tháng 12, các vận động viên tiếp tục bước vào thi đấu chung kết nội dung 3 km tính giờ cá nhân và đồng đội nữ, nam và chung kết 500m tốc độ nữ, nam.